Dâu 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 và con sầu, chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại cùng em Mizi trong series bình luận VK lên server. Và đây là Mizi chính hãng đến từ server US anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với chế độ card selection của server US, chế độ chọn thẻ vào rồi. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình hãy like, subscribe kênh đều và YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến thế giới cao em. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho em Mizi với cả hai kênh Đờ Mờ Gaming và Đờ Mờ YouTube anh em nhé. Đó, có hai kênh này rồi, rất mong anh em ủng hộ. Yeah, còn bây giờ để chia thôi. À, tắt quạt thì nóng mà bật quạt thì nó lại lạnh nhỉ. Khổ. Lowy. Gonit. New Mr. Kata. Mayli. Kéo lại Terry nhỉ? Terry đúng không nhỉ? Ôi dồi ôi, chít thì thở ra được anh em. Ai nhìn đầu nó cũng chít thì lấy gì ra để thở ai? Chưa gì đã gặp con chít thì lấy gì ra để thở đây anh em. Mẹ phải đánh cho con Benny mất đến quá nửa cây máu để cho Saiki rồi thì không biết lấy gì ra để thở đây anh em ạ. Không biết lấy gì ra để thở đây. Chít vào thả cái quả lại nằm gục. Không cứu được. Get ready. Get ready. À, mày dạy cái giờ này làm cái gì? Thà mày nằm mẹ mày đấy đi. Mày dạy tên này dạy mệt mỏi tao ra. Nhưng mày dạy cái tên này, chỉ em mình không mong rằng thằng Saiki nó dạy tên này đâu. Nó dạy tên này mình lại mệt. Cứ nằm đấy, dạy xong nó lại cho nằm xuống thì dạy làm cái gì? Thà nằm mẹ đấy cho nó xong. Dạy xong còn khổ hơn anh em ạ. Dạy xong còn khổ hơn. Sao còn khổ hơn cơ. Khổ quá. Get ready. Get ready. Biết không? Biết được con cheat rồi. Biết được con cheat rồi anh em ơi. Showtime. Terry còn nội tại không vậy? Ôi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Dạy đi sao kia ơi, giờ là ta cần phải dạy đấy. Nhưng mà mày vẫn chưa dạy à?
chưa dạy được cả sai kỳ. Để dạy dùng tao cái. Không dạy là không ai cứu được rồi nữa đâu. Không sao, tê liệt thì sai kỳ lo được. Tê liệt thì sai kỳ lo được. Không ngờ chúng lại thắng game này anh ạ. Không ngờ chúng ta lại thắng cái game này. Ảo ma thật sự anh em nhé. Không ngờ chúng ta lại thắng cái game với con chít hỏa anh em ạ. Tari đấm mày quá, đấm toàn vào nội tại của chít hỏa nếu không thì mình cũng oảng anh em. Ruby MT, chúng ta có Gunit Init Dablet. Omega Lugo. Không ai UM anh em. Giáp, giáp và hèn. Lugo và ai này? Ôi hồ, Lugo và chít bạo loạn á. Chắc chêu. Lugo và chít bạo loạn thì chắc chêu. Yeah!
Tiếc con init thì không dám, mẹ mày này mất con init thì nghèo. Mới còn nhìn kinh đấy, giờ không nghĩ rồi nhở, không nghĩ ra giáp ấy cân đôi được, khỏe, khỏe, quá khỏe cho giáp. Heliot, chúng ta có hào hát, Ochileona, mây ly. Ý, phế vật này bỏ đi nha. Đùi này đi, không ăn thua rồi. Đấy, tay mình không có đam này. Đúng này thì chơi nào nổi đó nha. Khó rồi nhờ. Khó rồi. Quá nhỉ.
Mình dùng đánh điên này kiểu gì? Mình dùng đánh kiểu gì đây? Không hình dung kiểu gì đây? Chỉ quả thầm nổ đi. Mẹ thằng này chết rồi à? Khả năng là vừa sai chết rồi anh ạ, nhưng nó lag. Khả năng là vừa sai chết rồi nhưng nó lag anh ạ. Mình đang níu kéo điều gì? Khả năng là nó chết rồi anh ạ. Nó chết thật hay nó chết giả vậy? Chắc là nó chết rồi chứ anh ạ. Vừa sai bất tử là có thật. Anh vẫn thường sừng sững hiên ngang đứng ở đó nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ok, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. See you again và bye bye.